Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo Sĩ Tử Thông. Thay mặt ban biên tập chương trình, xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài tấn lộc, vạn sự hanh thông. Quý vị thân mến, dân Việt ta vốn có truyền thống hướng về nguồn cội. Vậy nên cái việc thắp hương vào ngày rằm hàng tháng là cái nét đẹp văn hóa được duy trì từ ngàn đời nay. Trên bàn thờ gia tiên vào ngày rằm không bắt buộc phải có mâm cao, cỗ đẩy, sơn hào hải vị, nhưng hoa quả là một trong những cái thứ lễ vật quan trọng không thể thiếu. Cái việc lựa chọn hoa quả để thắp hương vào cái ngày rằm ngày mùng 1 cần phải hết sức lưu ý, bởi có 6 loại quả sau đây được coi là đại kỵ cấm cúng vào rằm mùng 1, kẻo càng cúng càng mang tội, thần linh của phạt, hao tài tán lộc. Ở trong video ngày hôm nay, tôi sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về 6 loại quả đại kỵ cần phải tránh thắp hương. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi để lưu ý không phạm phải những cái kiêng kỵ về ngày rằm ngày mùng 1 sắp tới đây. Thưa quý vị, theo quan niệm dân gian được lưu truyền từ đời xưa đến nay, thì ngày rằm là cái thời điểm trăng tròn, là cái thời điểm linh thiêng nhất trong tháng, và cũng là cái ngày mà ông bà tổ tiên cùng các vị thần linh ngự về thăm con cháu, thăm đến chốn trần gian. Và để bày tỏ cái tấm lòng thành kính với ông bà tổ tiên và cầu mong cho các vị thần linh phù hộ cho gia đạo luôn được may mắn, luôn được bình an, thì gia chủ nên lựa chọn một vài loại quả phù hợp để dâng lên bề trên. Hoa quả cũng được coi là cái kết tinh của những điều tốt đẹp và linh thiêng, là trái ngọt mà đời sau được hưởng, muốn gửi lời cảm ơn đến đời trước. Bởi vậy, dân gian ta có câu ăn quả nhớ kẻ trồng cây. Có nhiều gia chủ thường nghĩ rằng khi thắp hương ấy, quan trọng nhất là ở cái tấm lòng, còn theo điều kiện của gia đình, tùy từng gia đình mà cái việc thờ cúng quả gì thì cũng được. Thậm chí nhiều người còn chọn những loại quả để thắp hương theo cái sở thích, tức là mình thích ăn cái quả gì thì thắp hương quả đấy. Tuy nhiên, cái quan niệm này là hoàn toàn sai lầm. Không phải bất cứ quả gì cũng phù hợp để thắp hương lên cái ban thờ gia tiên, để thờ cúng tổ tiên. Có những loại quả cần phải tuyệt đối kiêng kỵ, không được đem thắp hương vào ngày rằm ngày mùng 1. Nhiều gia đình vẫn khá chủ quan trong cái vấn đề này, dẫn đến cái việc lựa chọn sai cái loại hoa quả dâng lên trên bàn thờ, cũng chính xác là xúc phạm đến thần linh và gia tiên tiền tổ, phát sinh ra nhiều cái vấn đề rắc rối, khiến cho hao tổn về cái tài lộc, vận hạn tai ương cứ ùn ùn kéo đến. Vậy thì đâu là những loại quả mà gia chủ cần phải tuyệt đối tránh thắp hương vào cái ngày mùng 1 sắp tới đây? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Cấm kỵ thứ nhất, dùng hoa quả giả để thắp hương ngày mùng 1 ngày rằm. Các bạn có biết rằng thắp hương cái hoa quả giả chính là cái sự xúc phạm lớn nhất đối với thần linh hay là với tổ tiên mình hay không? Nhiều gia đình vì bận rộn với cái công việc, không có điều kiện kinh tế hay là gì, thường mua một cái mâm ngũ quả giả để thắp hương được nhiều lần để tiết kiệm cái chi phí. Vì họ cho rằng các cụ chỉ ăn hương ăn hoa nên là cứ bày hoa quả giả miễn sao đẹp mắt là được. Tuy nhiên, cái việc làm này nó thể hiện cái sự vô tâm và không có lòng thành kính, chẳng khác nào là lừa dối, là coi thường những người đã khuất. Khi con cháu đã không thành tâm thì chắc chắn không thể nào nhận được cái sự phù hộ của tổ tiên. Nếu như gia đình không có điều kiện để thắp hương cái mâm ngũ quả vào cái ngày mùng 1 hàng tháng, ngày rằm hàng tháng, thì các bạn chỉ cần chuẩn bị duy nhất một thứ quả thôi cũng được, nhưng mà phải là trái thật. Dù là cho vô tình hay là cố ý thắp hương cái hoa quả giả vào cái ngày rằm ngày mùng 1 cũng là một cái sự xúc phạm khiến thần linh tức giận và trừng phạt cả gia đình. Thứ hai, ngày rằm mùng 1 không được thắp hương những loại quả có gai nhọn. Vẫn biết rằng các loại quả có gai nhọn như mít, sầu riêng thì đều có hương vị rất thơm và ngon và hấp dẫn, được nhiều người vô cùng là yêu thích. Tuy nhiên, xin cảnh báo với các bạn rằng tất cả những vật gì có gai nhọn như là dao kéo, đinh gai thì đều mang những cái sát khí, cái âm khí. Nếu như đem loại hoa quả này đặt lên bàn thờ thì chẳng khác nào mang cái chướng khí đặt lên bàn thờ. Một cái nơi linh thiêng như vậy cần tuyệt đối phải tránh cái điều này. Khi chúng ta thắp hương bằng một loại quả có chi chít gai nhọn thì cái sự bình an cũng như là cái sức khỏe của các thành viên trong gia đình sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Vì vậy, dù có thích đến mấy thì các loại quả này cũng chỉ nên dùng để ăn, chứ tuyệt đối không nên thắp hương lên trên bàn thờ. Cấm kỵ thứ ba là loại hoa quả có mùi thơm nồng nặc hoặc là đã chín nẫu. Xin các bạn hãy nhớ rằng trong cái không gian thờ cúng ấy, nó phải trang trọng, nó phải trang nghiêm. Khi thắp hương thì gia chủ nên tránh chọn các loại hoa quả có mùi thơm quá nồng nặc như là sầu riêng hay mít,
sẽ làm giảm đi cái sự thành kính đối với tổ tiên. Bên cạnh đó, những loại quả đã chín, nẫu thì cũng cần tránh, bởi quả này nếu mà đặt trên ban thờ sẽ rất nhanh hỏng và thu hút ruồi muỗi sâu bọn lui tới, làm ô uế, làm mất đi cái sự linh thiêng trong cái không gian thờ cúng, khiến cho thần linh tổ tiên cũng phải ngao ngán mà quay lưng đi. Cấm kỵ thứ tư là không thắp hương những loại hoa quả mọc sát dưới đất. Thưa quý vị, theo các bạn thì vì sao ban thờ lại được đặt ở vị trí cao và trang trọng nhất trong nhà? Đó là bởi cái không gian thờ cúng ấy cần trang trọng, cần tôn nghiêm và nó thuộc về phần thiên, cần phải tách biệt với cái đất thuộc phần địa. Khi mà thờ cúng ấy, thì chúng ta cũng cần áp dụng nguyên tắc này, tuyệt đối không được thắp hương ngày rằm mùng 1 bằng những loại hoa quả mọc sát ngay dưới đất, hoặc là thậm chí gì mọc trong lòng đất. Chắc chắn các gia chủ cũng không muốn đặt những thứ còn vương vãi đất đai lên trên bàn thờ khi mà thắp hương, đúng không ạ? Có thể kể đến các loại quả như dòng họ nhà cà chua, me, thanh trà, bí đao, lạc, v.v. là những loại quả không nên lựa chọn để thắp hương vào cái mâm lễ ngày rằm ngày mùng 1. Tốt nhất các bạn nên lựa chọn những loại quả mọc trên cao như là cam, xoài, đu đủ, táo, đào, v.v. Đấy thì sẽ đảm bảo được cái sự thanh cao và thể hiện được cái tấm lòng thành kính với ông bà tổ tiên. Thứ năm, trái cây méo mó, cấm kỵ đem thắp hương vào ngày mùng 1 ngày rằm. Đây là cái sai lầm phổ biến nhất mà rất nhiều người mắc phải mà họ không hề hay biết. Liệu bạn có mắc phải những cái sai lầm đại kỵ này hay không? Chẳng phải bỗng dưng ấy mà người ta ưu tiên lựa chọn những loại quả đẹp mắt để thắp hương, bởi họ nhận thức được rằng cái việc dâng lên tổ tiên những cái trái cây méo mó thì chẳng khác nào là một cái sự xúc phạm đến thần linh cả. Đặc biệt là những loại cây đã dập nát vào một góc ấy, hoặc cái đứt cuống, méo mó phần đầu v.v. hoặc là sần sùi nhiều gai nhọn, những vết rám, vết nám, vết sẹo do ong đốt hoặc do côn trùng cắn thì lại càng nên tránh xa, bởi chúng sẽ đem lại cái nguồn năng lượng xấu, làm ảnh hưởng đến cái tài vận, đến cái vận may cũng như là đến cái phước lành của gia chủ cùng các thành viên trong gia đình. Tốt nhất là các bạn nên chọn những loại quả tròn trịa, đều, đẹp để thắp hương, vì chúng mang lại những nguồn năng lượng tích cực, năng lượng tốt, tượng trưng cho sự tốt lành, suôn sẻ và sung túc đủ đầy. Thứ sáu, không thắp hương các loại quả cay, đắng, chua, chát. Bạn nghĩ rằng việc dâng lên ban thờ vào ngày rằm mùng 1 các loại quả có hương vị chua, chát, mặn, đắng có phải là tự chuốc lấy cái xui xẻo vào thân hay không? Chúng ta thờ phụng tổ tiên, hương thơm trái ngọt là để tỏ lòng biết ơn đến những người đã khuất, cảm ơn họ vì đã mang lại cho con cháu ngày hôm nay một cuộc sống bình an, sung túc. Đồng thời cũng là lời cầu mong cho thần linh phù hộ để công việc được hanh thông thuận lợi, suôn sẻ. Còn những loại trái cây như ớt, me, khổ qua là những loại trái cây mà có vị chua, chát, bản thân con người ăn còn phải suýt xoa, thì không có lý do gì để dâng lên thần linh, đúng không ạ? Các bạn hãy ghi nhớ điều đó để không tự mình rước họa vào thân khi mà thắp hương vào ngày rằm ngày mùng 1 sắp tới đây. Sau khi tìm hiểu về 6 loại quả đại kỵ không nên thắp hương trên ban thờ vào ngày rằm mùng 1 sắp tới, nhiều người không khỏi băn khoăn, như vậy thì nên thắp hương loại trái cây gì để phù hợp, để vừa bày tỏ được tấm lòng thành kính với của con cháu với ông bà tổ tiên, lại vừa gửi lời cầu khấn cho gia đạo luôn được vẹn tròn và hạnh phúc. Dưới đây là những loại hoa quả phù hợp để thắp hương vào ngày rằm ngày mùng 1. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thứ nhất là quả táo. Thưa quý vị, quả táo trong phong thủy thì tượng trưng cho cái sự bình an và sự hòa hợp. Loại quả này được ưa chuộng vì cái màu đỏ của nó mang cái ý nghĩa là tốt lành, phát tài phát lộc và may mắn. Bày loại trái cây này lên trên ban thờ vừa đẹp lại vừa có hương thơm dịu nhẹ, thoang thoảng, rất phù hợp trong ngày rằm ngày mùng 1 để cầu mong có một cái tháng bình an, may mắn. Thứ hai là quả bưởi. Trong tiếng Hán ấy, thì từ bưởi phát âm giống như từ con trai. Do vậy, mọi người thường bày quả bưởi để xin lộc về con cái. Hơn nữa, trái bưởi trái bồng có hình dạng tròn, đẹp mắt, phù hợp để bày biện trên ban thờ và cũng tỏa ra một cái mùi hương thơm ngan ngát cho cái không gian thờ cúng trở nên linh thiêng và ý nghĩa hơn. Thứ ba là quả dứa. Trong tiếng Hán, quả dứa phát âm nghe như là từ may mắn. Đấy. Vì thế đã trở thành một cái biểu tượng phong thủy truyền thống cho cái sự giàu có và may mắn. Khi chuyển nhà thì đây cũng là một cái vật, một loại thứ trái cây cần thiết mà chúng ta cần phải chuẩn bị. Thứ tư, quả cam.
Đây là loại trái cây phổ biến và thường được đặt trên ban thờ gia tiên và ban thờ thổ địa thần tài vào trong dịp ngày rằm ngày mùng 1. Theo phong thủy thì cái màu sắc và cái mùi hương thơm của trái cam nó tượng trưng cho sự tươi mới, sự mát mẻ. Đặt lên trên ban thờ thì nhiều người tin rằng trái cây có múi này sẽ xua đuổi tà ma, xua đuổi xui xẻo và mang đến cái vận may cho gia chủ. Thứ năm là quả đào. Thì cũng giống như trái cam, trái đào cũng là một trong những loại trái cây phong thủy phổ biến được đặt trên ban thờ gia tiên trong các dịp rằm mùng 1, đúng không ạ? Hoặc là đặt trên ban thờ thần tài thổ địa. Quan niệm phong thủy tin rằng quả đào là biểu tượng của sự bất tử, liên quan đến sự giàu có, sức khỏe và trường thọ. Đó là những loại quả tốt lành mà nên thắp hương vào ngày mùng 1, ngày rằm. Quý vị thân mến, vừa rồi tôi đã chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những loại quả kiêng kỵ, đại kỵ tuyệt đối không nên thắp hương vào ngày rằm, ngày mùng 1, cũng như là các loại quả phù hợp để thắp hương ngày mùng 1, ngày rằm. Thì hy vọng qua video này, quý vị có thể lựa chọn cho mình được những loại hoa quả phù hợp nhất để thắp hương trên ban thờ gia tiên, ban thờ thần tài, để được thần linh tổ tiên phù hộ cho chúng ta được công thành danh toại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.